Chị Chim xin mến chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu. Chúng ta đã rất quen thuộc với hình ảnh của mèo Hello Kitty dễ thương rồi đúng không nè? Và ngày hôm nay, chị Chim xin đã tìm một bức tranh cát hình mèo Hello Kitty đang hóa trang trong dịp Halloween thành một ác quỷ. Trông rất là dữ dằn ha. Rồi chúng ta sẽ tô bức tranh cát này với rất là nhiều màu cát. Những hũ cát xinh xinh này giá chỉ có 3.000 đồng thôi. Các em cùng xem video chị Kim Sinh tô màu tranh cát và cùng suy luận coi là các em nghĩ chị tô màu có giống các em nghĩ không nhé. Và bây giờ sẽ bắt đầu tô nè. Đầu tiên thì chị sẽ tô hai cái sừng. Chị sẽ sử dụng cát màu đỏ. Tuy hóa thân thành một cô nàng Halloween dữ dằn, nhưng mà Hello Kitty vẫn đeo nơ ở trên đầu, khá là xinh xắn ha. Và chị Chim Xinh sẽ tô cái nơ này màu đỏ luôn nhé. Rồi tô nơ màu đỏ. Ở bên ngoài là Hello Kitty của chúng ta đang bận một bộ đồ hóa trang Halloween đáng sợ, chính vì vậy chị sẽ sử dụng cát đen. Wow ha. Rồi giờ chúng ta sẽ tô gương mặt của mèo Hello Kitty nhé. Tranh cát này rất là đơn giản luôn các em, tô sẽ nhanh lắm. Tiếp theo là cái mũi. Rồi chúng ta sẽ tô những cái râu. Ok. Các bạn nhỏ ơi, bây giờ chúng ta sẽ tô cái tay nhé. Và phần mình. Hello Kitty sẽ mặc một bộ đồ hóa trang, chính vì vậy chị chọn bộ đồ này sẽ là màu đỏ. Thường thì nhân vật quỷ sẽ có hai màu đỏ và đen kết hợp, nó tạo nên sự huyền bí nha. Hiện tại bên cạnh nhà chị Kim Sinh, người ta đang sửa nhà cuối năm để đón năm mới, cho nên là nó sẽ hơi ồn, nó có cái tiếng bú bột bột. Cây này là màu đen. Chị sẽ tô nền trước. Tô nền xong chị mới lột cái mặt của Hello Kitty ra và tô màu trắng lên, thì chắc chắn là sẽ không bị lẫn cát. Bức tranh cát này chị sẽ tô nền màu vàng. Wow, thế là chị Chim Xinh đã rất nhanh chóng tô xong được bức tranh cát về mèo Hello Kitty đang mặc trang phục hóa trang thành một ác quỷ. Tuy hóa trang thành ác quỷ nhưng mà nàng mèo của chúng ta vẫn rất là dễ thương phải không nè. Sừng đỏ, nơ đỏ và mặc một bộ áo ở ngoài màu đỏ, cầm một cái khiên màu đen. Các em cảm thấy bức tranh này như thế nào? Có điều gì cần chỉnh sửa hãy bình luận ở bên dưới cho chị Chim Xinh biết với nha.
Chị cảm ơn các em đã theo dõi hết video của chị. Đừng quên like video và đăng ký kênh Chimsin Channel nhé. Còn bây giờ, chị xin chào tạm biệt các bạn nhỏ thân yêu và hẹn gặp lại các em trong video sau.